Phật chúng sanh tấn thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời, trương bao tòa thân con anh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần không biên phạm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật. Tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo hồn. Chỉ tăng đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát. Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim ngư vừa bén chiên đàn, trăm sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền, pháp thân toàn thể Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to cấm cô độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều lão xa lời vấn đại mộng kiền liên đại ca diếp ma ca chiên viên mà câu vi la li bà đã châu lời bàn đà nhà nan đà a nan đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lư Tân Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, Đức Phật báo ngài Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng: từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có 7 tầng bao lớn, 7 tầng mảnh lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phân. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng 7 chất bao trong ao đầy dãy nước đủ 8 công đứng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở 4 bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não trong ao có
vàng thời ánh sáng vàng sắc đó thời ánh sáng đó sắc trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân coi nương cần là phần tựu công đứng trang nghiêm dường hay xa lời phân lại trong coi nương của đức phật đó thường trói giang trời đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa công đêm cúng dường mười muôn ân đứng vâng ở phương khác đến giờ thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng Khổng Tử anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim tâm thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có muốn gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu khi như năm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của đứng phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường hay xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phân đứng phần đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các còi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếm nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phật a di đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều
phải tinh đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân coi nước của Đức Phật đó thành cựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xả lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển trong đó. Có rất nhiều vì bậc những sanh Bồ Xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời phân nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chánh trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lãng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư về công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật
lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật, như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm tâm cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh thân tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Ca lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm tràng Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin tình chân tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương trên có đấng Phạm Âm Phật Tô Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Chân Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh tinh tán bất cả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm? Xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói. Xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều rằng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơ
nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin. Xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời. Người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bộ phía tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mơ thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sẵn không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng có chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới
biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả đều xả nhi không mê vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho ai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh này chú vô đẳng thân thịnh ngoại thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư an lam thần chú chân như thuyết rằng ba đế cầu a cầu a đế đa ra ni a ra đế tỳ lê đế đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha ni ba đế cầu a đế đa ra ni đế ni a ra đế đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mang lễ nam mô như lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn nam mô đa báo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sẵn thân như lai nam mô quảng bá thắng như lai nam mô ly bố quý như lai nam nam mô thầm vương thường trú tam bảo nam mô thầm vương thường trú tam bảo
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kim Chân Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô 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 Nam Mô A
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đà Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đà Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đà Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hằng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh anh. Mùi quen ơi mùi thơm bất tận, lời dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu. Bài có rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyện xấu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tình tam độc quy tam bảo, phần giới căn chuyên trì chú đáo. Nhưng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực thoát thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đàn tử gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phung tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ quyền pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trữ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, tội chướng tất tiêu trừ. Thế Thế Thượng Hạnh Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Vâng thôi Bồ Tát Vi
bàn lớn nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giới công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy Phận chúng sanh tấn thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời trương bao tòa thân tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ
chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thiên Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thần mây bao kiên tường. Chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền, pháp thân toàn thể Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát, Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát, Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to, khắp cô độc nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, câu hỏi đều là bừng Trưởng lão Xa Lợi Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Diên Ma Câu Ni La Ni Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử như thế và hạng đại
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Trường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ Đức Phật báo ngài Trương Lão Xá Lợi Phật rằng từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó vì sao tên là Cần trong cõi đó không có bị những sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phật cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phật lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa con, đêm cúng dường mười muôn ân đứng vân ở phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phật cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa Xá Lợi Phật cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bằng hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tăng và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim
tâm thái đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, xá lời Phật. Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra, vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời Phật. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, muốn gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động, các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, xá lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếp. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồm chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn hướng đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một
lòng không tham loạn. Thời người đó đền lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tam bằng khả tư nghệ công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Xa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng có phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật xá hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diện kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đản Ma Phật Phán Tràng Phật Trì Pháp Phật Hằng Hà Xa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình
hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên tình chứng tan bất cả cơ nghề công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật Tô Vương Phật Hương Thường Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kim Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Chân Phật Hằng Hà Sa Cho Những Đức Phật Như Thế Đều Ở Tại Nương Mình Hiện Ra Tương Lưỡi Rộng Dài Trầm Khắp Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Tấn Rằng Chúng Sanh Các Người phải nên tin kinh xưng tán bân khả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều rằng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng ngài khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kim trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt rung mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp vô tin này đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi ngài xa
lời Phật cùng các vị tỳ kheo thân cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Phí Tăng Kinh Tăng Trí Huệ Kinh Kinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chánh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì à độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sanh không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dưng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rộng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho ai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng kinh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bấn hư
đế hiền đế ba la hiền đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà yết đế hiền đế ba la hiền đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà thân phận về tội chân ngôn đi bà ni bà đế cầu ha đế đà ra ni ha ra đế thì lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà đi bà ni bà đế cầu ha đế đà ra đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta ba đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ứng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thể thế gian giải vô thường sì điều ngự trưởng vô thiên nhân sư vận thế tôn nam mô Đà Bảo Như Lai nam mô Bảo Thắng nam mô Quảng Bá Thân Như Lai nam mô Ly Bố Quý Như Lai nam mô Cam Lộ Vương Như Lai nam mô A Di Đà Như Lai nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo thường trụ tam bảo nam mô Tây Phương từng là thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật nam mô 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 nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế con đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say mắt xem huyền cánh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua đình anh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lời dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm
vóc xe xua ấy mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong chân ngộ hồi đầu tâm sám hối với bài có rõ em nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra thôi lầm mê đại sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đạo dưng tận cùng công lễ vô minh chi phạm phu tự lực thoát thành cầu đại giác từ bi gia hộ phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tử gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn phung tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh tông văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trở phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh tội chướng thất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh vâng thôi bồ tát vi bàn lỡ Oh.